Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Có một số những cái dòng suy nghĩ tin Chúa rồi không cần phải học. Tôi thấy vô cùng lạ. Cái gì ở ngoài thế gian này cũng phải học hết ấy. Học cách bó hoa, học cách làm móng tay, học cách đi giày, học cách quét nhà, học cách bơm xe đạp. Còn đi ăn xin cũng phải học cách ăn xin thì người ta mới cho. Thế là con cái Chúa tin Chúa rồi nói không cần phải học. Càng dốt Chúa càng dễ xài khiến. Chúa càng ngu như lừa Chúa càng dễ sử dụng. Không phải là Chúa của tôi và bạn, không phải là Chúa mà tác giả của quyển Thánh Kinh này. Tất cả những nước nào có Chúa Giê-xu làm chủ, họ không phải là một quốc gia ngu. 103 tù nhân được đầy, bị đầy từ Anh tới một ốc đảo trước khi xuống cái đảo đó, đầu ở đất liền họ quỳ gối trên sàn xà lan đó, nắm tay nhau lại và hứa nguyện kết hiệp lại để biến cái châu này trở thành một quốc gia văn minh. 100 năm sau Úc Đại Lợi đang có như bây giờ đó. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, không có một nước nào mà biết Thánh Kinh mà lại là những nước lạc hậu hết ấy. Tại sao người ta lại thích chạy sang Đức? Phần lớn những người tị nạn Syria mà nằm biên giới tại Hungary, phỏng vấn họ, họ đều nói tôi muốn sang Đức, tôi muốn sang Đức, tôi muốn sang Đức. Họ đi bộ từ biên giới của Hungary tới biên giới của Áo, tới Áo đó, tới cái điểm mà tiếp nhận họ 175 km. Tàu không có, xe bus không có, chỉ mang lại một số xe bus để chuyển thôi. Tại sao họ nói rằng chúng tôi đi bộ một đoàn người để muốn nhập vào nước Áo và từ nước Áo nhảy vào Đức, bởi vì Áo và Đức đã viết lệnh sẵn sàng tiếp nhận hết thảy những người ngoại quốc đó. Tôi vô cùng cảm tạ Chúa vì có những con người mà sẵn sàng tiếp nhận, mà vợ của tôi là một kết quả đó. Bạn ơi, thế mà tại sao khi chúng ta được giấy tờ đàng hoàng, con về làm thật là tốt, bắt đầu chúng ta quay sang khinh bỉ một số người đang dạng tị nạn? Có một số người khinh bỉ những người không có công ăn việc làm, khinh bỉ những người đang chưa có giấy tờ. Hãy nhìn lại bản thân mình xem, bạn là ai, bạn đã từng là ai mà mặt ngước lên không nhìn thấy đất vậy? Hãy quay sang người lân cận nói rằng kiêu ngạo cẩn thận chết đuối khi trời mưa phùn đấy. Chúng ta phải thay đổi. Amen. Dạ, bài giảng ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị là vui mừng trong Chúa, nhưng nó phải bị thay đổi bởi vì cớ điều gì đó cần phải xảy ra ngày hôm nay trong buổi nhóm này. Tôi chia sẻ vì sao tôi tin Chúa Giêsu. Cầu Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca 1 đoạn 1 câu số 5 để mở đầu sự làm chứng của tôi tại sao tôi tin Chúa Giêsu. Lời Chúa nói rằng Tê-sa-lô-ni-ca 1 đoạn 1 câu 5: và đạo tin lành chúng tôi đã giao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Và đạo tin lành chúng tôi giao truyền cho anh em không phải chỉ bằng lời nói thôi, mà bằng cả quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết. Hôm nay trong lúc chờ đợi thời gian kịp để vào phòng nhóm, vì người Đức họ nói 1 giờ vào được, vì họ có buổi nhóm trước đó, họ cần có thời gian thông công với nhau. Và những ai đến sớm thường đợi ngoài xe kia đợi để chúng ta không vào được buổi họ. Hôm nay là ngày tiệc thánh cho nên họ cũng bị ra muộn. Tôi ngồi ngoài đợi, và khi vào xe của anh Trung ngồi để tâm sự, bỗng nhiên nhìn thấy mấy quyển kinh thánh này. Và nó chính là điều mà tôi muốn chia sẻ, tâm tình tại sao tôi tin Chúa Giêsu. Không phải tự nhiên đâu anh chị em. Tôi sinh năm 1970 đến năm 1988, sau khi thi đại học xong, nhà nước Việt Nam lựa chọn những học sinh thi điểm cao để đưa ra nước ngoài học, để đào tạo. Tôi được chính phủ cử sang bên Nga, tại Moscow để học, lưu học sinh tại đó. Thời gian học bên đó cũng là thời kỳ hậu của Liên Xô, bắt đầu có sự dục dịch, bị sụp đổ, bị loạn bên đó. Và thời kỳ đó cũng là thời kỳ mà làm ăn buôn bán rất là dễ thành người giàu. Nhờ có tiếng ngôn ngữ, mối quan hệ, bắt đầu chúng tôi đi buôn bán. Và có những lời khuyên của những người mà làm việc cùng bố tôi đó, từ Việt Nam sang, nói rằng: Hùng ạ, bằng đỏ mày ra man được à? Mày nhìn bố mày kia kìa, học giỏi mãi thì cũng được bằng bố mày là cùng.
thì cũng cái nhà cấp 4 kia rột nát thôi, đi buôn đi cháu. Rồi có con đường nào dẫn chú đi cùng? Bằng đỏ mày ra mà ăn được à? Nghe lời khuyên thấy có vẻ thấm thía. Tôi nhớ lại những ngày mà ngủ nhà giọt, 2 giờ đêm trời mưa rào giọt, mưa rơi xuống trên chiếc màn. Tôi và đứa em tôi nằm ngủ, tránh không biết tránh chỗ nào nữa. Mẹ tôi và bố tôi mang son nồi chậu để hứng ở trên màn, hứng ở dưới nhà và ngồi đợi cho trời mưa tạnh để nó không rơi vào người. Chỉ ước ao mình có đủ tiền để làm cái nhà máy bằng. Làm cái nhà máy bằng đó thì không phải ngói, mà không ngói thì nó không vinh, không vinh thì có nghĩa là mưa vào nó không dột. Đã ước ao còn con như vậy thôi, thành ra bắt đầu được kiếm tiền. Và khi lao vào kiếm tiền thì bắt đầu tiền bạc khi tới nhiều nó lôi theo những sự cám dỗ khác. Một thời gian dài, bỗng nhiên khi tiền vào nhiều rồi, tôi bắt đầu thấy mất dần những cái khác. Hay lắng nghe này, nếu bạn làm ăn kinh tế không phải ở con đường chân chính thì đó là con đường bạn bắt buộc phải bán một cái gì đó để bạn nhận được tiền. Lắng nghe tôi nói này, giàu mà không bằng con đường chân chính thì có nghĩa là con đường đó phải đánh đổi. Bạn bắt buộc phải bán một cái gì đó của bạn mới được tiền. Bởi vậy cho nên hãy cẩn thận hỡi con cái của Đức Chúa Trời. Bạn có thể bán hết tất cả những gì bạn có để lấy tiền, nhưng khi bạn có tiền rồi không thể mua lại những cái mà bạn đã bán. Moi tim, moi thận, bán tình vợ chồng, tình bạn bè, nhưng khi có tiền rồi mua lại những cái đã bán không mua lại nổi. Tôi rơi trong hoàn cảnh đó, bắt đầu cảm thấy chán đời. Và khi một thằng bạn bị chết đuối chỉ còn là lò chó đó, mới là một cú đánh mạnh. Nếu tôi chết tôi sẽ đi đâu? Tôi sống để làm gì? Chả nhẽ cuộc đời tôi như vậy sao? Và cảm ơn Chúa, năm 90 tôi xuống dưới Krivoy Rog. Tôi học trường mỏ ở Moscow và đi xuống thành phố Krivoy Rog, thành phố mỏ để thực tập. Có một người bà mẹ nuôi người Ukraine tên Mama Zhenya đã mời tôi vào nhà chơi, nhận tôi sau đó làm con nuôi. Và bắt đầu bà nói với tôi về Chúa Giêsu. Mọi người biết lần đầu tiên tôi nghe về Giêsu tôi phản ứng ra làm sao? Tôi suy nghĩ bằng mặt nhà mình, bố mình là đảng viên, là giáo sư dạy, mẹ mình có nghĩa là ông vô thần đấy, còn mẹ mình nữa theo đạo Phật 3 đời như bà nói. Thành ra đó là bố thì bảo không thần thánh gì, mẹ thì bảo có thờ có thiên có kinh có lành. Thành ra hai cái phái trong nhà tôi cứ toảng nhau ngoài hoài như vậy, anh em tôi ở giữa nhìn thấy toảng nhau mà hưởng lợi. Mẹ tôi mỗi lần nói cả nhà nhỉ, ngày mai giỗ bà, cả nhà mình thích ăn gì nhỉ. Ở trong cái môi trường đó tôi được ảnh hưởng của bố tôi, nói rằng hãy tin vào khả năng của mình, hãy tin vào chính mình, tin vào cái gì mình đang có, tin vào tiền. Và cảm ơn Chúa là Chúa bắt đầu làm việc trong lòng của tôi. Bà mẹ bắt đầu nói về Giêsu, bà mẹ nói về Giêsu. Và khi bà nói về Giêsu tôi nghe tôi thấy chán lắm, tôi đã đọc, tôi đọc tiểu thuyết Ruồi Trâu này, tôi đọc mấy tập của Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai, tôi đọc mấy cái tiểu thuyết Bão Biển trong vùng Ninh Bình, Hà Nam Ninh thì Bùi Chu Phát Diện này. Và bỗng nhiên tôi có ác cảm với cái tên Giêsu Christo hay là Giêsu Kitô. Bà mẹ càng nói tôi càng chống đối và phỉ báng. Có một lần bà đưa một người mẹ khác, hai bà đến làm chứng cho tôi biết về Chúa Giêsu. Tôi ngồi trong nhà của họ đó, mà rất là ông chủ. Họ ngồi hai cái ghế và đối diện với tôi, họ nói bà mẹ tôi nói về Giêsu. Và tôi stop họ lại và nói một câu nói như vậy này. Bởi vì tôi đã từng đánh nhau với một số cái thằng làng đạo đi ngang qua trường mỏ của tôi. Chúng tôi đánh nhau kinh lắm. Và tôi nói rằng hồi này chỉ cần khích một câu là nó sẽ nổi sung lên và đuổi mình ra. Tôi nói rằng mẹ và bạn gái của mẹ, nếu Giêsu của mẹ cho phép con uống rượu thoải mái, hút thuốc thoải mái, chơi bời thoải mái, thì con tin Chúa Giêsu ngay. Tin Chúa Giêsu mà không được làm cái kia thì còn tin làm gì nữa, còn gì là đời nữa. Dạ, con người tôi ngày xưa là như vậy. Khi tôi nói như vậy, tôi chờ đợi sự nổi sung của họ lên. Tôi nhìn vào 4 con mắt đó, thấy 4 giọt lệ lớn dần từ khóe mắt của họ và chảy xuống. Mẹ tôi nhìn tôi và nói Trần, vì tôi là Trần Mạnh Hùng, Trần, con uống rượu thoải mái, hãy hút thuốc thoải mái, hãy chơi bời thoải mái,
Nhưng mẹ xin con hãy tới gặp Chúa Giêsu và mang tới cho Ngài những gì mà con có. Không cần con phải thay đổi trước. Hãy đến gặp Chúa và Ngài sẽ chỉ cho con biết con cần phải làm gì sau khi gặp Ngài. Con không tự thay đổi được đâu Trần à. Tôi nhìn thấy họ khóc mà lại nói câu nói đó, không bực tức mà đuổi tôi. Tôi đứng bật dậy khỏi cái đi băng đó, nhìn vào hai người đàn bà nói rằng: các bà, tôi không hiểu các bà không bình thường hay là tôi không bình thường nữa. Không đẻ ra tôi mà lại thương tôi như vậy sao? Tôi chạy ra khỏi nhà mặc dù họ không đuổi. Và bắt đầu cuộc cách mạng trong tâm trí của tôi. Tôi trở về Moscow mang theo quyển thánh kinh mà họ tặng màu đen. Tôi đọc, giỏ kinh thánh tại Moscow ra đọc thấy: Chúa dạy ai tát má phải đưa nốt má trái cho họ tát luôn. Đừng chống cự lại bạo lực. Ai tát má phải thì tôi không đọc ấy đâu, tôi giở đại ra như vậy. Tôi đọc chỗ nào thì hay tôi đọc bằng tiếng Nga. Chúa dạy ai tát má phải đưa nốt má trái cho họ tát luôn. Tôi đọc một hồi và suy nghĩ thấy triết lý này không dành cho tôi. Để cho người ta tát là đuổi rồi, mà lại tát rồi là bảo tát thêm cái nữa thì tôi chịu làm sao rồi. Mình phải tát nó trước. Tôi cầm quyển thánh kinh đó đó, ném xuống gầm giường của tôi. Nó nằm ở đó một năm rưỡi. Trong thời gian đó tôi thấy bất an cho cuộc sống, đi tìm ý nghĩa cuộc đời của mình, câu hỏi chết mình sẽ đi đâu, sống để làm gì trên đời này, cứ theo đuổi tôi hoài. Tôi nghỉ một năm đại học để đi tìm câu trả lời, gặp người này ở vùng Trung Á, dùng vùng Capcas để trò chuyện, họ không trả lời được. Tôi bỗng nhiên nhớ sắp tới ngày lễ phục sinh năm 92, tôi cần về với mẹ của tôi. Không ai trả lời được câu hỏi này. Về với mẹ của mình 10 ngày ở với bà, dự lễ phục sinh, sau đó trở về Moscow sống như mình muốn. Trong đầu của tôi có một chương trình: hãy tin Chúa giả vờ. Vì lúc hơn bà nói rằng hãy tin Chúa đi, con sẽ được hạnh phúc. Tôi nói rằng con hạnh phúc rồi. Bà nói với tôi rằng: mẹ biết trong lòng của con có một khoảng trống, không có cái gì lấp nổi. Tôi bảo cứ nói lung tung, tôi hạnh phúc rồi. Nhưng mà bà nói đúng, tôi biết bà nói đúng. Và bà luôn nói như vậy. Tôi đến cái ngày lễ phục sinh đó, ăn mặc thật là đẹp. Đến muộn nửa tiếng, khi người ta bắt đầu nhóm rồi để đi vào, cho người ta đều nhìn thấy mình đi vào đó, nhìn nó xem. Họ chỉ tôi một ghế ngồi, tôi nhìn thấy trên mấy cái bức ảnh trên kia ban tôn vinh, ban dàn đồng ca hát. Tôi không có nghe bài giảng được, chỉ ngồi ngắm mấy cái cô ngồi trên, mấy cái bà già ngồi trên. Tôi nói rằng nếu tôi là mục sư của hội thánh này, tôi toàn cho cô xinh lên phía trên kia thì người ta mới tin Chúa Giêsu. Chứ mấy bà già này hát trong ban đồng ca kia thì làm sao người ta tin Chúa được? Phải hiểu không? Đầu óc của tôi hồi đó là như vậy đấy. Và đến khi họ kêu gọi tin Chúa Giêsu, ông mục sư kêu gọi tôi lên cùng với 30 người khác. Tôi đứng ở trên bục giảng như vậy, tôi còn bức ảnh đó, đứng trên bục giảng. Ông lại gần cầm micro đến từng người bắt tay một và nói rằng: anh có phải là người tội nhân không? Chị có phải là người tội nhân không? Tôi đến gọi đến người tôi bảo: không, tội rất là tốt. Bảo thế rồi nếu mà tốt thì lên đây làm gì? Bảo tôi lên tin Chúa Giêsu. Bảo không, Chúa Giêsu chỉ dành cho người có tội thôi. Nếu anh là người tốt không có tội gì thì mời anh xuống. Tôi bảo không, tôi phải tin Chúa chứ, đây là chương trình của tôi rồi mà. Và tôi suy nghĩ, tôi có tội, tôi hút thuốc và uống rượu, tôi chỉ có hai tội thôi. Và họ đè luôn tôi ở trên đó, không đuổi tôi xuống nữa. Họ cầu nguyện, lắng nghe này. Khi họ cầu nguyện, tôi bị ngã. Hai cái chân tôi giống như hai sợi bún vậy, nó gục xuống như vậy. Mà đầu tôi rất là tỉnh táo, tôi muốn đứng dậy và la lên cho mấy bà dưới rằng: đừng nghĩ rằng tôi tin Chúa thật nha. Nhưng mà không đứng nổi. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, mà chả hiểu vì sao mình lại khóc. Tôi đứng dậy. Khi người ta cầu nguyện xong rồi, không đứng dậy nổi, có hai người thanh niên đến vác tôi đưa vào cái phòng để trò chuyện với mục sư tại nơi đó. Về đến nhà buổi tối ngày hôm đó, tôi suy nghĩ bảo chả có Chúa nào hết đấy. Mình nghe hồi xưa xem cải lương đấy, cuộc đời cô Liễu đấy, hay là cô Liễu gì, cô Liễu gì đó đấy, rồi là cái anh hùng bị què chân đi lính cho Ngụy, rồi đi về đi theo Mỹ, đến bao giờ lấy Mỹ sinh con gì đó. Mọi người nghe câu chuyện không? Và khi Hùng vừa đi vừa ca là tôi ngồi tôi khóc. Thế ra mình rơi trong một cái trường gọi là cảm xúc thì mọi người khóc thì mình cũng khóc thôi chứ Chúa nào. Thế tôi tự thanh minh cho mình như vậy. Đợi 10 ngày kết thúc sẽ trở về Moscow sống như mình muốn. Mọi người nghe thú vị không? Tôi chuẩn bị bước vào cái chiều hay đấy nha. Một ngày, hai ngày đến ba ngày ở với mẹ, bỗng nhiên điều gì đó xảy ra với lòng của tôi. Tôi suy nghĩ tại sao mày xấu như vậy, lừa đảo ai thì lừa ngoài kia kìa,
Tại sao về nhà lại lừa đúng cái người yêu mày? Từ từ trả lời. Thế bây giờ phải làm sao? Và bỗng nhiên có sự hướng dẫn tiếp theo này. Bây giờ cần phải xác định Giê-xu có sống lại thực sự hay không? Vì có vị giáo chủ nào sống lại từ cõi chết đâu. Nếu thực sự ông sống lại như lời Kinh Thánh mà mọi người giao truyền, thì phải tin và giao truyền danh của ông cho tới ngày chết. Còn nếu như không phải ông sống lại từ cõi chết, có nghĩa là mẹ mình bị lừa, cần phải cứu Mama Zhenya ra khỏi cái đạo lừa đảo này. Đó, đơn giản như vậy thôi. Mục tiêu đã được vạch ra. Tôi ở trong phòng của mình quỳ gối, tôi nói này, nhắm mắt lại y chang như người ta làm gì trong nhà thờ, tôi làm y chang như vậy. Tôi cầu nguyện không bằng tiếng Việt thôi, chưa biết cầu nguyện bằng tiếng Việt, chưa biết Chúa Giêsu bằng tiếng Việt là thế nào đâu. Tôi cầu nguyện bằng tiếng Nga. Giêsu, tôi biết ông không có thật, ông chỉ như chuyện cổ tích hay hoang đường, người ta dựng ông lên làm thần tượng thôi. Tiếng Nga có từ SDB có nghĩa là không thể xảy ra được, nhưng nếu nó xảy ra thì bây giờ ông đang có mặt trong căn phòng này này, ông nghe lời tôi bây giờ đây này, hãy trả lời tôi ba câu hỏi. Khi ông trả lời tôi ba câu hỏi này rồi, tôi hứa với ông sẽ dâng đời sống của tôi cho ông, giao truyền danh của ông cho đến khi chết. Sau đó tôi suy nghĩ câu hỏi gì bây giờ. Câu hỏi thứ nhất, tôi nói là Chúa Giêsu ơi, ở nhà con biết có những người Công giáo, có những người có cái nhà thờ, có linh mục, nhưng những người tin lành như ở đây. Bởi vì sau khi tôi tin Chúa Giêsu xong nhá, mẹ tôi hay tâm sự với tôi là mẹ nuôi đấy, nói rằng Trần ơi Trần, bây giờ con đã tin Chúa rồi, đừng sống lung tung nữa nha, đừng hết cô này cô khác nha, con phải lấy vợ phải người tin Chúa cơ. Tôi bảo tôi suy trong đầu mấy ngày đó mà thế này mình cô đơn cả đời rồi, bây giờ làm sao mà kiếm được người mà tin Chúa nữa. Đấy là cái đó anh chị em, bây giờ có được đông người rồi, anh chị em không sợ rồi. Xưa tôi là người Việt Nam đầu tiên tại đó tin Chúa, mà lấy người trong Chúa thì kiếm đâu ra bây giờ. Thành ra tôi hỏi Giêsu, ở Việt Nam có người tin lành như ở đây không? Nếu có, cho tôi xin địa chỉ nhá. Đơn giản như vậy thôi. Hãy cầu nguyện với Chúa như vậy đi, hãy chân thật như vậy đi, thì Ngài sẽ trả lời cho bạn như vậy đó. Tôi cầu nguyện như vậy, chờ đợi. Nếu có, hãy cho tôi xin địa chỉ. Câu hỏi thứ nhất này. Xong câu hỏi thứ nhất này, sẽ hỏi câu hỏi thứ hai. Hai tuần sau, bắt đầu đầu tháng 5, tôi nhớ trời mưa rào. Mẹ tôi nói, Hồng ơi, Trần ơi, ở trung tâm thành phố sân vận động có một đôi vợ chồng người Mỹ mục sư sang đây giảng, mình đi đến đó đi. Mẹ tôi cùng tôi đi, mang theo cái ô rách, trời mưa tầm tã, chúng tôi núp ở dưới cái cây đó, ướt cả phía dưới này. Tôi bảo thôi về đi mẹ, người ta bỏ về kìa. Mẹ tôi nói thôi cố chịu đựng chút đi, con có thể nhận được điều gì ngày hôm nay ở đây. Tôi vì yêu mẹ tôi phải ở lại. Người ta bỏ về sân vận động đó, nói là sân vận động nhưng mà nó chỉ khoảng 3,000 đến 4,000 người thôi, còn lại khoảng gần 170 người gì đó họ ở lại. Ông mục sư người Mỹ đứng lên trên bục giảng cùng phiên dịch nói: Cảm ơn Chúa vì hôm nay trời mưa, nhưng ai còn sốt lại ngày hôm nay Chúa sẽ cho bạn câu trả lời. Tôi nghe xong tôi bảo cái hội truyền đạo này đúng là lưỡi không xương. Trời mưa đó thì bảo cảm ơn Chúa vì trời mưa, trời nắng bảo cảm ơn Chúa vì trời nắng, nói hết đâu nói được. Nhưng mà câu sau mới là câu hay anh chị em. Ông nói rằng tôi và vợ tôi một tháng trước ở Việt Nam, những người tin Chúa ở Việt Nam biết rằng sau một tháng nữa tôi đến Ukraine, họ gửi tới các bạn lời chào và cầu xin bạn hãy cầu nguyện cho người Việt Nam. Và ông nói là tất cả sân vận động hãy đứng dậy cầu nguyện cho người Việt Nam tin Chúa nào. Tôi nghe xong không tin nổi ở tai mình nữa. Tôi hỏi mẹ tôi rằng: Mẹ ơi, ông muốn nói về cái gì đấy? Mẹ tôi xác nhận rằng thì về Việt Nam chứ còn gì nữa. Mẹ tôi không hề biết tôi cầu nguyện cái gì, mọi người hiểu không? Còn tôi Trần Mạnh Hùng, mà lời đó vẫn gọi là Hùng Trắng đó, nó ngồi ở cái ghế bằng xi măng trong sân vận động đó không cử động nổi. Tôi khóc từ trong lòng của tôi này, có một cái gì đó nó giống như quả khí cầu vậy, bằng quả trứng ấy, nó lớn dần lên trào ra khỏi cổ họng. Tôi tắc nghẹn ở cổ họng không khóc nổi và nó ập ra. Tôi ôm bụng quằn quại và la lên. Tôi biết rằng lúc đó là lúc chắc là tôi tái sinh lúc đó đấy. Chúa Giêsu ơi, tại sao mà ông có thể trả lời câu cầu nguyện ngốc nghếch thế này? Tôi la to đến mức độ một bà già ngồi ở gần đó nói: Cái thằng ca giác kia, mày khóc cái gì to thế để tao cầu nguyện. Tôi nghe được, đầu tôi vẫn tỉnh táo nhá, chứ không phải là tôi không biết gì. Tôi quay ra bảo: Ca giác cái gì Việt Nam?
Bởi vì cái dân Kazakh là cái dân mà bên kia người ta hay dùng từ miệt thị, dân Kazakh dân tộc thiểu số, không có học. Tôi sinh viên hay bị gọi là Kazakh mà. Và khóc tiếp cuối buổi, ông ấy giảng tôi đâu có hiểu ông giảng cái gì đâu, cứ khóc thôi. Cuối buổi kết thúc xong tôi lại gần xuống dưới sân vận động nói: chào mục sư, tôi là người Việt Nam. Ông bảo: Việt Nam. Ông rút trong ví của ông ra một cái card visit tại Sài Gòn, trao cho tôi nói: đây là dành cho anh. Tôi cầm card visit đó, vừa đi về vừa nói: ngẫu nhiên tình cờ hay là Chúa thật nhỉ, ngẫu nhiên tình cờ hay là Chúa thật nhỉ. Tôi bắt đầu dở thánh kinh ra, cái quyển mà vứt dưới gầm giường một năm rưỡi đó, nó là quyển thánh kinh. Tôi tưởng đó là một quyển chuyện, dở trang đầu tiên ra đọc thì mới hiểu trang giữa cái chuyện. Dở trang đầu chả hiểu cái gì. Chúa tạo dựng cái trời và đất. Tôi hỏi với mẹ tôi rằng: mẹ ơi, mẹ đọc kinh thánh có hiểu không? Có hiểu. Sao con đọc không thấy hiểu? Cố đọc trang thứ hai không hiểu. Mẹ tôi hỏi: thôi con đọc Tân Ước đi con à. Tôi dở Tân Ước ra đọc, thấy lần lượt sách Matthew, ông này đẻ ra ông kia, ông kia đẻ ra ông kia, ông kia đẻ ra ông kia, mà lại không phải chỉ 2-3 người đâu nhá, 42 người đẻ nhau. Tôi bảo chỉ cần 2-3 ông đại diện là đủ rồi, mà không hiểu, cả một cái trang cơ, ông này đẻ ra ông kia, ông kia đẻ ra ông kia, ông kia đẻ ra ông kia, mà nguyên đọc cái này là thấy mệt rồi. Mà chưa phải là cái chuyện đàn ông đẻ ra đàn ông. Cái quyển sách gì mà đọc nó không thấy thú vị chút nào hết á. Quay ra hỏi mẹ tôi, mẹ tôi bảo: thưa con ơi, cầu nguyện xin Chúa Giêsu cho quyển Thánh Kinh Tân Ước bằng tiếng Việt. Bắt đầu mới là câu hỏi thứ hai. Tôi quỳ gối ở phòng đó và nói: Giêsu, nếu ông thực sự sống lại, tôi đã nhận được câu trả lời thứ nhất, muốn biết về lời của ông nhưng không hiểu cái gì hết á, mà chả có ai giải thích. Tôi muốn hãy cho tôi một quyển Thánh Kinh Tân Ước bằng tiếng Việt. Cầu nguyện. Và lúc này đó thì có nhiều người cầu nguyện cho tôi rồi, không phải chỉ bí mật như lần trước. Rồi sau đó một tháng rưỡi, mục sư Billy Graham từ bên Mỹ sang bên Moscow giảng. Tôi là ở dưới Ukraine. Mục sư nói, mục sư ở dưới Ukraine nói rằng: Trần ơi Trần, anh là người Moscow dẫn đoàn từ Ukraine 18 tiếng đi tàu lên Moscow, chúng tôi chưa đãi anh tiền vé đi vé về và tiền khách sạn nữa 3 ngày. Tôi bảo: ô được thôi, vừa lên Moscow để đi du lịch thêm nữa, lâu ngày chưa về quê hương của mình, chưa mỏ. Tôi lên trên đó và lòng rất là vui mừng khấp khởi, lần này có thể Chúa trả lời mình đây. Thánh Kinh tôi đưa một tiếng Việt, nếu mà nhận được quyền này rồi cuộc đời mình sẽ thay đổi, bởi vì đây Chúa sống thực sự, còn đi tìm ở đâu nữa. Nghe bài giảng đầu tiên của ông đó, bài giảng thứ hai, bài giảng thứ ba, tôi đi gặp ông mục sư mà làm cái tổ chức đại hội đó. Tôi bảo: mục sư Victor Gam, hãy cho tôi một quyển Thánh Kinh tôi đưa bằng tiếng Việt. Ông nhìn tôi rất là rõ ràng nói: chúng tôi không có tiếng Việt, chỉ dành cho người Nga và có tiếng Anh nữa thôi, không có tiếng Việt. Mà người biết nó sụp đổ trong lòng tôi thế nào không? Tôi nghĩ rằng lần trước chỉ là tình cờ thôi, nó đâu phải là thật. Tôi về khách sạn quỳ gối để vĩnh biệt cuộc phiêu lưu mà không có kết quả này, ít ra phải nói lời chia tay. Tôi cũng quỳ gối làm thủ tục để từ đấy, quỳ gối ở khách sạn. Khách sạn đó có tên Is My Lover. Năm 80 người ta xây dựng 4 cái nhà cao tầng cho Olympic. Năm 80 tên Is My Lover. Tôi quỳ gối nói: Giêsu ơi, chả nhẽ ông tiếc với tôi một quyển Thánh Kinh một tiếng Việt sao? Mình nói tiếp câu nói tiếp theo: bạn ơi, hãy lắng nghe Trần Mạnh Hùng kể lại này, có một tiếng phán vào lỗ tai của tôi này: ta cho con không phải chỉ một cuốn mà 3.000 cuốn Thánh Kinh. Với năm 92, khách sạn đó được xây năm 80 cho Olympic. Đã, tôi nghe được: ta cho con không phải chỉ một cuốn mà 3.000 cuốn. Tôi nói: ở đâu? Hồi đó không có cái điện thoại cầm tay để viết địa chỉ đâu, nó có quyển sổ địa chỉ, tên, rồi số điện thoại hay là địa chỉ viết thư. Dở. Và dừng lại một trang có cái địa chỉ hội thánh đó. Hôm sau tôi đến đó nói với ông mục sư Vasily Romanyuk: hãy cho tôi quyển Thánh Kinh một tiếng Việt. Ông nói rằng: làm gì có, chúng tôi chỉ có tiếng Nga và tiếng Anh thôi. Ông gọi một cậu 17 tuổi chạy xuống dưới kho. Một lúc sau 15 phút, không phải 5 quyển mà cậu mang 3 quyển: một xanh lá cây, một quyển màu đen. Cậu nói rằng: quyển màu đen này là quyển tiếng Nga, còn đây là quyển tiếng Anh.
chúng tôi không biết tiếng Việt. Tôi nói rằng thì đưa tiếng Anh đây. Tôi không biết tiếng Anh nhưng mà lúc đó nó rơi vào tình trạng hơi sĩ diện chút. Đưa tiếng Anh đây. Cậu đưa cho tôi 3 quyển y như vậy này. Tôi cầm nó như vậy. Thánh kinh tiếng nước. Cái này là tiếng Việt. Tại sao lại là tiếng Anh? Cậu kia còn nói rằng tôi tưởng tiếng Việt của anh giống như cái đũa xếp vậy chứ. Tôi bảo là tiếng Trung Quốc. Chữ cái của chúng tôi là chữ cái Latin, trong kho có bao nhiêu cuốn? Cậu nói 3,000 cuốn. Tôi cầm túi 3 tầng đi xuống lấy 30-40 cuốn này cho vào túi 3 tầng. Vác trên vai đi bộ, mọi người biết không? Vừa đi vừa khóc à? Tôi vừa đi vừa khóc. Đó là vào cuối tháng 7 năm 1992. Cách đây đã 23 năm rồi. Một tên lừa đảo, ngay cả tin Chúa nó cũng lừa đảo nữa cơ. Thế nên nếu bạn lên phía trên này tiếp nhận Chúa Giêsu bởi sự lừa đảo, tôi không hề trách bạn. Tôi còn tệ hơn bạn nhiều lắm. Khi tôi bước lên trên đó để mà tin Chúa Giêsu giả vờ, các bà già khóc ầm. Vì họ cầu nguyện tôi 2 năm rồi. Sau này tôi biết họ cầu nguyện 2 năm khóc ầm. Mà tôi thì nhìn cho họ khóc tôi buồn cười. Tôi cười bởi vì nếu Chúa thật sao cũng đập chết tôi. Mà tôi đã lừa thì mà họ lại tưởng thật. Mọi người hiểu không? Tôi cứ ôm mặt để cười. Thì cái cậu mà trong ban tổ chức lại tưởng tôi khóc. Cậu đưa cái giấy để tôi lau nước mắt. Tôi như vậy đấy. Chứ không phải là thánh đâu anh chị em. Nhưng mà khi lấy được gần đấy quyển thánh kinh, tôi vừa đi vừa khóc đi bộ ra đợi xe bus. Tôi cầu nguyện với Chúa như sau này: Chúa ơi, con không hỏi ngài câu thứ 3 nữa. Bắt đầu từ bây giờ con không bàn với thịt với huyết nữa. Con sẽ làm việc mà ngài mà con đã hứa, giao truyền danh của ngài cho tới khi ngài tới. Và đó cho tới bây giờ 23 năm rồi, đấng đó sống lại từ cõi chết đó đã thay đổi cuộc đời của tôi. Sau khi tôi tin Chúa được 3 năm, được 6 tháng về phép Việt Nam, bố tôi nói rằng: Hùng, Giêsu của mày tao không biết là ai, nhưng ai mà thay đổi được mày thế này chỉ có ông trời thôi. Bởi vậy cho đến tôi muốn kể cho bạn nghe vì sao tôi tin Chúa Giêsu và Câu Kinh Thánh này. Và đạo tin lành chúng tôi đã giao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Hãy nhắc lại cùng tôi từ sức mạnh của sự tin quyết. Đã gặp Chúa rồi làm sao bỏ được. Đã gặp ngài rồi. Có một thằng bạn tôi sau khi nghe câu chuyện mà tôi vừa kể cho anh chị em, nó bảo: Hùng, chú chức gì mày muốn quyển thánh kinh này nhiều quá, một tháng rưỡi như vậy thì bỗng nhiên mày ngồi nghe tiếng phán vào lỗ tai, đâu có Chúa gì. Tôi nói rằng tao cũng tin như kiểu mày tin, nhưng kết quả là đây này, bao nhiêu năm tao với mày đi buôn bán, có nhiều khi mày toát mồ hôi bừng tỉnh nói rằng: Wow, tao nhìn thấy tao trở thành triệu phú, thế mà vẫn thấy chọc phú, chả thấy tiền đâu. Có thằng nằm mơ là: Ôi, tao nhìn thấy con sinh viên trường múa là vợ tao, người yêu của tao, thế mà nó vẫn đi với thằng khác. Tiếng phán đó là do ảo mộng. Còn tao được nghe đó, tao được nghe đó. Nếu không cầm được 3,000 quyển thánh kinh này này, thế thực này, nó vực được cái gì mà ta đã được nghe. Chúa Giêsu của tôi và bạn không phải chỉ bằng lời nói thôi đâu, mà ngài còn xuống trần gian bằng xương bằng thịt. Cái dấu thập tự ở trên đây này, mà trước khi chúng ta làm tiệc thánh có một chiều dọc và một chiều ngang. Trước khi nó trở thành thập tự giá, cái chiều ngang này nó nằm ở một nơi khác, nó nằm ở chỗ xử án ấy. Và sau khi Philát nói rằng đóng đinh nó trên thập tự, người ta bắt ngài phải vác cái chiều ngang này trên vai. Chiều ngang này nó là dấu trừ đấy, nó là dấu âm đấy, nó là cái dấu thất đấy, nó là dấu lỗ đấy, nó là cái dấu bất đấy. Bất nhân, bất tài, thất tình, thất bại, thất học, thất thật. Chúa đã gánh hết thảy dấu trừ trên vai của ngài để lên trên đồi Sò, là cái đồi mà có hình đầu người, tâm trí con người này. Và tại ở trên đó, dấu trừ của Trần Mạnh Hùng của bạn bị đóng trên dấu từ trời này,
để biến nó trở thành dấu dương, dấu cộng trong cuộc đời của bạn và của tôi. Tôi muốn mời anh chị em đứng dậy nào. Câu chuyện tôi vừa kể cho Hội Thánh tại Berlin nghe, tôi đã kể ở bên Mỹ. Nếu bạn muốn nghe lại, ở trong băng đó, trong YouTube có cái bài giảng đó. Không phải chỉ kể một nhóm nhỏ này đâu, mà tôi muốn kể cho mọi người biết Chúa của tôi và bạn đang tin đó, là đang sống. Bạn có thể không được nghe tiếng Chúa phán như vậy, nhưng bạn vẫn tin một đấng sống như tôi có vẻ. Đấng đó hành động trên đời sống của tôi, trên đời sống của bạn như nhau. Nào chúng ta nhắm mắt lại. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.